Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ thay chậu cho những cái chậu lan hoàng lạp ở đằng sau này. Nó đã quá chật chội rồi. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng ạ. Ví dụ như chậu này, tôi trồng cũng được xem nào, 3 năm rồi. À không, đến khoảng tầm 2 năm rưỡi. Từ những cái kỳ rất là nhỏ thôi các bạn ạ. Thì bây giờ nó đã ra được những cái cây cũng khá là ok. Nhìn nó giống như cây gieo hạt các bạn nhỉ. Thực tế thì cái cây hoàng lạp này này nó rất là rẻ thôi. Cho nên là gieo hạt sẽ không thể nào cạnh tranh được với lại khai thác từ rừng. Tôi có những cái cây nó già đó, mình cắt cái giả hành sau đó thì mình ươm ki. Ươm vào những cái chậu bé bé này với giá thể là Neujita dớn cù lần. Ở đây tôi có 1, 2, 3, 4. Tôi quyết định triển khai thêm vài chậu nữa luôn các bạn ạ. Hơn nữa là có một số những cái kia nó cũng là ngoằng quá, tôi bẻ ra để tôi trồng lại luôn. Vỏ thông, giá thể trồng lan Neujita Plus. Bây giờ tôi sẽ chọn một số những cái kích thước 12 đến 18 mm là hợp lý. Tôi sẽ chọn một số những cái chậu bự bự chút các bạn ạ. Buổi tối ngày hôm qua tôi trồng được 10 chậu. Tối quá nên không quay clip được. Sáng hôm nay tôi cố tình bớt lại một chậu và một ít ki để quay clip chia sẻ với các bạn. Thì để mà có được những cái chậu mà mình làm cho nó đẹp được như thế này, mới như vậy thì rất đơn giản thôi các bạn. Có những chậu thì tôi cắt chậu. Đây, mình cắt chậu, giữ nguyên lại cái bầu rễ của cây lan. Có những cái chậu thì mình rút cả chậu ra, vứt cái chậu đi. Rồi có những chậu thì mình rút ra, sau đó mình sẽ tách bỏ những cái khóm nó đã hỏng, vứt bỏ đi. Rồi khi mình tách ra thì mình sẽ dốc ngược cái chậu lên để mình đổ bớt những giá thể cũ, giá thể mục. Ví dụ như cái chậu này, tôi cắt chậu thì ở trong đây các bạn sẽ thấy được là dớn vụn, rồi Ben 01 cũ và 20 10 10 cũ là nó đã mục. Và tôi đổ đi, tôi đổ ra ngoài. Phải thừa nhận là cái Ben 01 và cái 20 10 10 nó kết hợp với nhau thật là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, ở đây là còn cái đáy chậu mình không cắt tại vì đáy chậu rễ nó bám tùm lum này. Sau khi mà mình cắt cái chậu này xong thì đặt cả cái bầu này vào trong cái chậu lớn hơn. Như vậy. Rồi sau đó thì dùng cái giá thể Neujitaki. Giá thể phong lan Neujitaki là cái giá thể này đây các bạn này. Để đổ đầy vào trong cái chậu. Hôm qua là tôi định trồng bằng giá thể Neujita Plus A cộng. Kích cỡ từ 12 đến 18 mm, nhưng sau khi tôi lên trên này, tôi nhổ cây lan ra thì tôi phát hiện ra là có những cái cây lan cái rễ của nó rất là nhỏ và ngắn. Nếu mà mình trồng bằng giá thể kích cỡ to quá thì cũng không tốt lắm. Cho nên là tôi quyết định là chuyển sang dùng Neujitaki. Nó là một cái loại giá thể có thể nói là tôi tâm đắc nhất trong số những giá thể mà tôi dùng ở thời gian gần đây. Thì đây, một cái chậu đã xong. Bây giờ thì ở ngoài trời đang mưa các bạn ạ. Cơn bão số 1. Khi mình mới trồng xong thì không có nên mang ra ngoài trời. Không nên mang ra ngoài giàn để treo nhé.
mà chúng ta nên để che mưa khoảng 1 đến 2 ngày cho những cái vết gãy, vết dập nó khô đi, nó khô lại. Trước mắt thì tôi sẽ để nó trên bàn này, để cho mấy cái con chó nó không có cắn, nó không có phá, nó không có nô đùa, nó không làm đổ chậu. Sau mười mấy ngày kể từ ngày thay chậu, và đây là thành quả. Cây này lúc đầu mình trồng nghiêng này, bây giờ cây nó tự nó dựng lên này các bạn. Đấy, nó cong lên này. Cây này lúc đầu cái mầm nó nhỏ hơn đúng không ạ các bạn? Bây giờ nó to này. Nhìn những tác phẩm này tôi thấy có sự khác biệt khá là nhiều, đẹp hơn, đẳng cấp hơn, sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn. Và những tác phẩm này đưa đến tay người tiêu dùng thì sẽ dễ hơn. Đóng hàng cũng dễ, bán cũng dễ. Tóm lại là nếu mà để nó ở cái thể loại dạng gọi là xấu xấu, chậu nó nát nát, giá thể mục mục mà bán thì có khi là bán rẻ vẫn bị khách hàng chửi. Là bán hàng không ra gì, kém chất lượng. Nhưng mà khi sửa lại cho nó đẹp, sạch sẽ, gọn gàng thì có khi là bán giá nó cao hơn một chút. Nhưng khách hàng có khi họ vẫn nói là rẻ. Thì tôi nghĩ là nếu mà các bạn làm kinh tế từ lan ấy, thì trước khi bán hàng mình nên sửa lại cho đẹp, bán sẽ được giá hơn. Đấy là bán lẻ nha. Bán cho những người chơi ấy, và chơi theo kiểu không chuyên nghiệp. Còn thỉnh thoảng cũng có những người chơi chuyên nghiệp, họ lại thích mua cái thể loại gọi là xấu xấu, bẩn bẩn, nát nát, rách rách, tả tơi. Mua về để sửa lại, chỉnh lại, để làm nó đẹp lên. Thì mua ở cái kiểu đấy thì giá nó sẽ rẻ. Tóm lại tùy thôi, mỗi người một kiểu. Nhưng mà đứng góc độ nhà vườn thì để mà có hiệu quả kinh tế tốt nhất thì nên sửa thật sạch sẽ, gọn gàng cho nó ấm chậu, sau đó bán thì sẽ được giá hơn. Những cái chậu đấy thì khoảng tầm bây giờ hoặc chục ngày nữa mình có thể bón phân luôn cũng được. Tại vì cái bộ rễ nó đã ổn định trong chậu rồi, chúng ta có thể bón cho nó là Ben 01 của Hùng Nguyễn và phân thông minh tan chậm 20-10-10 của Hàn Quốc. Giống y như là chăm sóc và trồng lan giả hạc thôi. Không có gì khác biệt cả. Và lan giả hạc thì mình cũng thay chậu, thay giá thể giống như vậy thôi. Kiếm cũng vậy. Ví dụ như đây là cây giả hạc hồng hồng Minh Châu, tôi vừa mới thay chậu, thay giá thể và bón phân vào đây. Đấy, những cái ki này. Bé xíu xíu. Và bây giờ nó đang đua ngọn rất là tốt. Thì chúng ta có thể áp dụng ngay và luôn được. Đây là chậu Phan Chí. Hôm nay thì có một chậu rất đặc biệt là chậu năm cái trắng đại tướng, hay còn gọi là cây ám An Phú. Và một số và cây này nó là một cái biến thiên, một cái biến thể của cây năm cánh trắng Phú Thọ. Hôm nay hoa nở tại vườn của Nguyễn Ngọc Hà ở Hoài Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng đây ạ. Phải nói là một cái bông hơi bị đỉnh luôn. Nhìn duyên ơi là duyên luôn đấy các bạn. Nó không hoàn toàn trắng đâu, cho nên người ta mới gọi là ám An Phú. Và thực tế cây năm cánh trắng Phú Thọ nó là cây ám. Thực tế là vậy nha. Nó không phải là trắng tinh đâu các bạn ạ. Và cái cây năm cánh trắng Phú Thọ ấy, hoa của nó biến thiên khủng khiếp lắm. Hoa này nó biến thiên dựa trên vùng miền, dựa trên chế độ chăm sóc, nắng, gió, vân vân.
Rồi ở đây có một cây 5 cành trắng Phú Thọ, bản lá được gần 9 cm. Bản lá này 8 sen này, 8 sen dựng tư này, 8 sen rưỡi. Bản lá 8 sen 8 này. Kinh khủng luôn. Thì bữa nay cũng có hoa đây các bạn. 5 cành trắng Phú Thọ ở nhà tôi đây. Đấy. Cái chế độ chăm sóc của cây 5 cành trắng Phú Thọ này nó chẳng khác gì chế độ chăm sóc của cây cây hoàng lạp cả, y chang luôn. Ngoài ra thì tôi còn chăm sóc cây quế. Quế này bản lá được 6 sen đấy. Cũng y như là chăm cây hoàng lạp luôn. Vậy mới ghê chứ. Thì nên thay giá thể đi các bạn. Chậu nào mà xấu á, thay đi. Thay cho nó đẹp, cho đẳng cấp, cho sạch sẽ, cho rực rỡ. Nhân thể thì tôi cũng mời các bạn buổi trưa, giữa trưa nhé. 12 giờ 14 phút trưa. Ngắm một số tác phẩm Hoàng Lạp tôi đã thay giá thể trước đó. Tác phẩm thứ nhất này. Các bạn nhìn thấy thích không ạ? Rất là tuyệt vời. Cho vào trong một cái chậu bự đang có mầm gốc, mầm kìa. Chậu thứ hai này. Chậu này lên thì thôi rồi luôn, mầm 2, 4, 6, 7 mầm, 8 mầm. Trời ơi, nó đẹp. Dã man luôn. Phải nói thực sự đẹp luôn. Tôi cũng trồng toàn bộ bằng giá thể New Jitaki thôi. Cây cứ gọi là to bằng cổ tay luôn ý các bạn nhé. Đây này, so với cổ tay tôi này. Ây da, ui ui. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là to. Rồi đây nữa. Nói chung là có phân, đủ nước, đủ giá thể thì cây nó cứ béo ú đi. Mầm này. Đấy. To hơn cổ tay là bình thường. To gần bằng lon bia luôn. Hoàng Lạp là một giống lan mà tôi cũng rất là ưng. Chậu này hơn 50 cây. Đang ra mười mấy mầm. Cây cũng to bằng cổ tay luôn. Ngoài ra thì ở trên này tôi cũng mới thay chậu được một đống. Rất nhiều. Và đây là những cái ki. Những cái ki tôi mới trồng vào trong chậu. Gọn gàng lắm các bạn ạ. Trồng sạch sẽ gọn gàng như này ấy. Đóng hàng đi cũng dễ lắm, mà bán hàng sướng lắm. Dễ bán cực kỳ luôn. Đấy, ngoài ra thì đằng này tôi cũng trồng thêm sơn thủy tiên. Đây, những chậu sơn thủy tiên này. Ví dụ như chậu này đi. Đây. Đó. Rất là tuyệt vời. Đây. Từ một ki này để ra một cây con. Chậu có hai cây thôi. Rồi từ từ nó sẽ để ra nhiều hơn. Mình cũng đừng có ham hố là trồng một chậu mà phải trồng một nồi, trồng một đống mà làm gì. Không cần đâu ạ. Đấy. Rất là đẹp. Đây nữa này các bạn. Một cái chậu mà lúc đầu tôi trồng vào đây là 3 cây. Bây giờ nó đẻ thêm 3 cây thành 6 cây. Trời ơi nó đẹp long lanh luôn. Cây to hơn cổ tay luôn. Nhìn sướng lắm. Mỡ màng luôn. Nói chung là phải có phân. Và giá thể phải sạch. Giàn phải thoáng. Chỉ đơn giản như thế thôi. Là chúng ta sẽ có được những tác phẩm lan. Tất cả các loại lan đều đẹp, rực rỡ. Rồi bây giờ thì đến giờ tôi phải đi ăn cơm. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau.
À, nếu mà các bạn muốn hỏi về chỗ mà tôi mua phân, mua chậu, mua móc, mua giá thể thì các bạn chủ động liên hệ với cái chỗ là dụng cụ cây cảnh.com nha. Dụng cụ cây cảnh.com. Tôi mua ở đấy đấy. Còn nếu mà quý vị muốn hỏi về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan, các loại bệnh ở trên lan, cách chăm sóc như nào để cho lan nó to, nó mập, nó dài, hay là bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, rỉ sắt vân vân, chữa kiểu gì, hay là có nên chữa hay vứt, rồi làm giàn như thế nào, cao bao nhiêu, dùng dùng hệ thống tưới như thế nào, dùng lưới bao nhiêu phần trăm vân vân và mây mây, thì các bạn hãy liên hệ với tôi qua Zalo. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn qua Zalo. Các bạn nhắn tin vào Zalo dùm tôi nha. Các bạn làm ơn nhắn tin, đừng gọi điện. Gọi điện nhiều khi là không hiệu quả đâu ạ. Số điện thoại của tôi là 0963 133 117. 0963 133 117 là số Zalo. Đấy, thì Zalo của tôi vừa mới đăng một cái bài về bệnh. Bệnh thường gặp vào mùa mưa. Và nói chung là ở đây tôi hình như tôi có chào hàng lan thì phải đây này. Đấy. Còn Facebook dạo này tôi ít dùng lắm. Đó. Và có một số bạn thì thường hơi gay gắt với tôi một chút, hoặc là khi mà nói chuyện nó không được lịch sự một chút thì tôi cũng sẽ không trả lời nha. Bên cạnh đấy thì có một số bạn hỏi là anh bán cây như nào, bán bao nhiêu thì các bạn inbox cho tôi. Tôi không thể nào mà trả lời cái kiểu gọi là trả lời công khai cho tất cả được, tại vì các bạn biết tại sao không? Mua một lô giá nó khác. Mua một cây giá nó khác. Khách quen giá khác. Khách mới ấy, người ta mua của mình mười mấy 20 triệu, vài chục triệu rồi mình bán cho người ta phải giá khác. Đấy, khách lạ giá khác. Người nữ giá khác, nam giá khác, đấy, vân vân. Nói chung là kiểu đấy. Nói tóm lại là gì? Mình thích bán giá cho mỗi người nó sẽ khác nhau một chút. Tuy nhiên, nó chỉ là một chút thôi. Cái đó là điều tất nhiên rồi. Các bạn làm kinh doanh thì các bạn cũng sẽ như thế thôi. Các bạn đừng có nói với tôi là các bạn không thế nha. Không thể nào mà thông báo một cách gọi là công khai được. Mỗi người một kiểu. Đấy. Thì tôi thẳng thắn với các bạn như vậy để các bạn biết. Ví dụ như các bạn mua một cây. Bây giờ tôi ví dụ cụ thể đi. Không có lại. Ví dụ như một cây. Mua một cây như này. Một cây như này mà nói với tôi là bảo tôi bán một cây với giá là 40.000. Chậu này bán 40.000. Các bạn nghĩ xem. Có cái người làm kinh doanh nào mà đi bán một chậu như này 40.000 không? Mà chỉ ship một chậu nhá. Thì thật sự với các bạn là đánh đố nhau. Khó quá. Nhưng thực tế ra cái cây này giá của nó chỉ có 40.000 thôi. Với điều kiện các bạn đến đây. Các bạn đến giàn của tôi các bạn lấy này. Ok, tôi bán chậu đấy 40 đó. Nhưng mà bán online, bán đi xa. Thì không thể bán 40.000 được. Công đóng hàng này. Rồi còn thùng này, còn móc này, còn chạy đi chạy lại từ đây ra bưu điện mười mấy 20 cây rồi chạy về thì nó khác chứ. Đấy là một cây nha. Nhưng ví dụ như chậu này mà cứ bảo 40.000 một cây, 1, 2, 3, 4, 5 cây, rồi còn những cây nhỏ này cào bằng hết, tại vì có cây to cây nhỏ, 2, 4, 6, 8 cây đi, 8, 4, 3, 2, 320.000 một chậu này thì khách hàng họ chửi chết, tại vì như thế là quá đắt. Đó. Bán như vậy không được, đắt quá. Hay ví dụ như chậu này, 2 4 6 8 10 11 cây. 11 cây mà 40.000 thành 440 đúng không ạ? 440 mà một chậu như này bán 440 thì người ta chửi cho mình chết luôn. Đấy. Chắc chắn là không thể nào có cái giá nó lại trên trời như vậy được. Thế thì phải tùy chứ, làm sao mà có thể trả lời nó chính xác cụ thể được. Thành ra là các bạn thông cảm đi, các bạn cần cái gì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp. Tôi làm việc nó rất là hợp lý. Nó gọi là có tình, có lý. Dĩ nhiên cái tình phải đi trước nha, cái lý đi sau.
Đối với tôi là vậy. Xin được kính chào quý vị. Nói chung là mong rằng sẽ nhận được nhiều sự ưu ái từ quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ạ.